đi chợ trái cây mua trái cây. Dưa lưới. Trái cây đại ông Mỹ nhìn sạch sẽ, nó làm sạch sữa sạch sẽ. Mua đường, mua đường. Mình đi mình thấy đồ gia vị mua và để sẵn, khi mình không có đi chợ mình có mình xài. Cảm ơn các bạn đã xem video tăng gia cuộc sống hàng ngày. Cảm ơn cả nhà mình, cảm ơn nhiều nhiều.